bữa nay có một cây Daiwa Honda Lock siêu phẩm mọi người. Cây này là 3 khúc, chiều dài 3 mét, độ cứng là 80, thích hợp cho anh em câu gọi là đa dụng luôn. Có thể là quăng ném lăn xê, cá chép, trôi, người câu cá chê, câu cá chim, câu cá cha, hoặc là câu ghe biển, tàu biển. Đấy, cây này đẹp nha anh em. Cây này là Made in Japan. Đấy, Japan bát nè, bát tem vàng luôn nha mọi người, bát Fuji tem vàng luôn. Đặc biệt ở đây là cây này mình để ý là cái phôi á, cái phôi gốc nè, cái ngọn khúc gốc nè, thì đây là tiết diện tròn như cần câu bình thường, nhưng tới đây nó lại là carbon oval. Anh em nhìn nè, nó hình oval, nó đã không, cầm nó cảm giác nó rất là lạ tay mọi người. Ở đây có cả cái móc để anh em móc dây an toàn nè. Cái này là tránh trường hợp mà đụng phải gọi là quái vật trên biển chứ còn mà chúng ta câu trong hồ dịch vụ thì chúng ta có chống thì không phải lo, không cần xài tới cái móc này. Thấy không, oval sáp carbon, hay mình dịch được bằng cái tiếng Anh mà gọi là rất là củ chuối của mình đó, thì mình chỉ dịch được ở đây sáp là hình như là hình dạng carbon, còn oval là anh em cũng biết rồi, hình nó như hình elip vậy đó. Đấy, một cái dạng tiết diện cán khá là lạ. Tổng quan thì lại rất đẹp mọi người nha. Anh em thấy bát nè, đây cán xốp nè, cán xốp thì nó có hơi cũ theo thời gian một xíu, mấy người lại có một số cái dấu cấn nhẹ. Đấy, nhưng mà tổng quan thì cây cần này là một cây rất đẹp. Độ cứng 80 nè, chiều dài 3 mét nè, tổng số khúc là 3 khúc, thu gọn là 106 cm anh em nha. Đấy, đấy, khúc gốc, khúc 2 thì có 3 khoen. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji luôn. Này, mỗi khoen đều có đóng Fuji này mọi người ha. Cây này là phôi carbon Whisker nha anh em. Vân, vân xoắn chéo này là vân Whisker nổi tiếng nè. Bộ khoen cũng rất đẹp, từ lòng sứ tới khung khoen luôn. Khung khoen này là loại khung inox nó sơn đó mọi người. Inox hay là thép gì đó nó sơn. Chống nước mặn được, thoải mái luôn anh em nha. Đó, cho nên là cây này nó vừa gọn nhẹ mà lại không có bị bó buộc bởi cái điều kiện câu nữa. Tức là chúng ta muốn quăng ném mà 50-60 mét mà đủ kỹ thuật tốt thì chúng ta vẫn quăng ném lăn xê thoải mái nè. Rồi chúng ta mà muốn đi trên ghe đồ này nọ, nó lại rất gọn để chúng ta mang theo đi du lịch này nọ nè. Đấy, tại vì thường thường á, cần mà chúng ta mà mang theo để đi du lịch á thì nó sẽ hay rơi vào cần rút, thì cần rút nó sẽ có nhược điểm là nó yếu. Đấy, mình thì bản thân mình bán cần rút cũng nhiều lắm, nhưng mà mình thì mình phải thừa nhận là cần rút như dạng sụt hay là rút thông thường thì nó có một đặc điểm là nó yếu, với lại là chia khoen trên cần rút nó không có đúng như cái bờ lanh của cần, nó không có đúng như là cái độ gọi là phân tải, cái phân bố lực của mọi người. Vậy cho nên là nói về mà phôi á thì cứ phôi một khúc là tốt nhất, rồi tới hai khúc, rồi tới ba khúc, rồi mới tới phôi rút. Đấy, phôi rút lúc nào nó cũng cho chúng ta một cái cảm giác là cực kỳ chắc chắn, vì nó có thể thiết kế được cái độ dày. Đấy, nó không có bị giới hạn cái độ dày của cái lòng phôi, dẫn đến chuyện là chịu tải rất là cao. Thứ hai là nó chia được cái dàn khoen đúng như là cái concept mà nhà sản xuất người ta thí nghiệm. Đấy, thật sự là những cái hãng thì người ta thí nghiệm cái đường cong của phôi nó khá là kỹ anh em ha. Còn đây là ngọn, ngọn này cầm cũng rất là đầm tay mọi người. Đó, tổng cộng cần của chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Về khoen, bộ khoen là cũng rất đẹp nha anh em, keo chỉ cũng rất đẹp. Đó, một số khoen mà anh em hay gặp trên cần bãi này, trên cần mấy cây nhật bãi này đó, nó có thể là bị nứt keo, tại vì là người ta, cái này là do cái kỹ thuật nha, mình không có nói là mình hay hay là gì, nhưng mà cái này là do cái kiểu làm của hãng thôi nha. Thường thường đó là những cái hãng làm mà cái sơn màu này nè, người ta khá là lạ, là người ta không sử dụng luôn cái chỉ màu này. Mình để ý như vậy mọi người đó, tại vì mình tháo ra mình sửa cần rất là nhiều. Thì ví dụ như là như mình làm đi, thì mình sẽ làm, mình muốn màu xám này, mình lấy thẳng luôn cái chỉ màu xám này, mình quấn lên rồi mình lên keo, thì nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng bị nứt keo. Người ta làm đó là người ta thường thường đó là người ta làm bằng chỉ màu đen hoặc là màu trắng, rồi người ta lại lên keo, rồi người ta lại sơn phủ ở ngoài một cái lớp sơn xám như thế này. Đấy, rồi phủ tiếp keo lần nữa, thì dẫn đến chuyện là cái lớp sơn mọi người nó hay bị nứt, nhưng mà thật sự thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái yếu tố sử dụng cả. Đấy,
mình đã từng phải xử lý một cây này, là một cây hình như là Daiwa Tournament 3 khúc. Cây đó khoan titan hình như là cũng gần 20 triệu của bạn mình đó. Là tất cả các chân bị nứt hết luôn. Cái màu xám này nè, đúng cái màu xám này. Đấy, thế là cứ bạn mình nó cứ bắt mình làm cho nó đúng cái màu xám này. Mình bảo là bây giờ là do cái này là cái màu sơn, chứ nó không phải là màu chỉ. Màu chỉ thì chỉ có gần giống thôi, chứ giống tuyệt đối thì nó lại không có. Đấy, nhưng mà chính là vì cái sơn thêm phủ thêm một lớp á, dẫn đến chuyện là cái vô cá lớn đó nó hay bị, hoặc là thời gian đó nó hay bị rạn cái lớp sơn, nhìn cái cảm giác cây cần nó mất thẩm mỹ, vậy là nó sợ sợ. Nhưng mà riêng cây này thì mình thấy là ồ, chưa có bị nứt sơn, chưa có dấu nứt anh em ha, nứt sơn á không có bị. Đấy à, đây là đầu buông mọi người ha, anh em thấy không, khoen xứ xích môi trời nè, rất đẹp luôn nè. Ở cái này không phải mà mình nói là mình hay hay gì, nhưng mà gọi là mình chia sẻ với anh em một số cái thôi. Tại vì là nhiều anh em mua cần cũ này nọ của mình bán, hoặc là người ta bán, thì có thể anh em phân vân cái chỗ nó bị nứt keo rồi này nọ. Thì thật sự cái chuyện nứt keo, nứt sơn nó không có ảnh hưởng gì đâu nha mọi người. Nó không ảnh hưởng. Tại vì là xài lâu rồi cá vô, vô cá lớn đó, thì nó xeo qua xeo lại này nọ thì nó cũng sẽ có nứt nhẹ. Nhưng riêng cây này là không có bị nè, không bị nứt nè. Đấy à, một phần là mình gặp nhiều cây người ta sơn cái màu phôi nó là màu này, thế là sau khi người ta lên chỉ đó, người ta sơn luôn cái chân keo màu này luôn cho nó tiệt cái màu. Nhưng mà riêng cây này là phôi đen, mình không hiểu sao lại lên cái màu chỉ này mà phải sơn thêm một lớp, nó hơi cồng kềnh cái pha xử lý nó hơi cồng kềnh. Đây, đây chính là cái màu xám này, đây người ta sơn luôn trên đây. Đấy, cho nên là anh em mà có gặp những cây cần mà xài lâu, hoặc là nếu mà cần bản thân anh em đang xài mà nó bị nứt keo, nứt chân keo này nọ, thì thật sự là chỉ trường hợp là nó bung chỉ này nọ luôn, chúng ta mới phải sửa lại mọi người ha. À, thì có thể là mua keo AB trên thị trường, hoặc là anh em không kiếm được chỗ mua thì có thể liên hệ mình. À, mình cung cấp keo AB cho anh em, để anh em phủ lại một lần nữa là nó sẽ rất là cứng, rất là đẹp. Còn nếu không thì nó gọi là chỉ nứt nhẹ thôi, thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Đảm bảo chân keo nó rất là chắc luôn. Tại vì là keo AB nó vào, nó kết hợp với chỉ, nó tạo nên một lớp cứng như bê tông, cứng như đá. Đấy. Rồi, tổng quan cây này thì phôi rất đẹp, chỉ có cũ theo thời gian một tí thôi, chứ chày xước là có những dấu chày xước nhỏ thôi. Đấy, phôi đẹp nè, bát đẹp, khoen đẹp, màu chỉ keo cũng còn rất đẹp luôn. Đây có chày một xíu. Đấy. À, cái vân rất là ngầu mọi người ha. Anh em nhìn nè, vân Wicker rất đã. Đấy, câu rất là đa dụng nha anh em. À, cây này giá bán là 1,5 triệu, mình sẽ re ship cho anh em tận nhà nha. À, cảm ơn anh em luôn luôn yêu thương ủng hộ mình nha.